ngày 14 tháng 9 liên quan tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, trong số các nạn nhân của vụ cháy này có 29 học sinh và một giáo viên. Đặc biệt, trong số này có một số học sinh đã tử vong, các học sinh và giáo viên còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân và các nhà trường có liên quan tiếp tục rà soát các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy. Với những trường hợp học sinh tử vong, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội giao công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại bệnh viện và giáo viên bị thương, Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ tâm lý các học sinh. Khuya ngày 13 tháng 9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là đối với loại hình chung cư mini. Theo đó, trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Liên quan tới việc hơn 30 người nghi bị ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì Phượng ở phường Minh An, thành phố Hội An, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xử lý vụ việc và chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, tiến hành truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc theo quy định. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Hàng tấn cá chết gây mùi hôi thối trên kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang được lực lượng chức năng vớt lên để xử lý. Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết xuất hiện sau trận mưa lớn đêm ngày 10 tháng 9 vừa qua. Đây là lần thứ 3 trong năm nay kênh Đa Cô xuất hiện tình trạng cá chết như vậy. Trước đó, sau cơn mưa đầu mùa vào tháng 7, kênh Đa Đô cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng nề. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn làm thay đổi môi trường nước đột ngột. Theo ông Huỳnh Trung Nhân, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, chiều ngày 13 tháng 9, đơn vị đã cử nhân viên vớt cá và đưa đi xử lý ở bãi rác Khánh Sơn, mùi hôi thối cũng đã giảm bớt. Hiện nay, lực lượng công an xã, phường, thị trấn ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính, tự xưng là công an hướng dẫn người dân cài đặt các app lạ trên điện thoại, có thể gây ảnh hưởng đến bảo mật thông tin của công dân. Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, công an khuyến cáo người dân là công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2. Chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNEID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm, do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay. Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNEID hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác để kích hoạt dùng mà không cần đến công an, thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp cho các đối tượng này. Trận mưa từ đêm ngày 13 tháng 9 đến sáng ngày 14 tháng 9 đã khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch từ ngoại thành dẫn vào trung tâm Hà Nội kẹt xe trên diện rộng. Mưa to hơn vào đúng giờ cao điểm đi làm, đi học của học sinh, sinh viên và người dân. Tầm 6 đến 8 giờ sáng ngày 14 tháng 9, lưu lượng, mật độ xe đổ ra đường nhiều nên càng thêm ùn tắc. Tất cả các ngã đường như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Giải Phóng, Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt đều bị kẹt cứng trong mưa nặng hạt. Theo cơ quan khí tượng,
Dự báo ngày và đêm ngày ngày 14 tháng 9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, cục bộ có mưa to trên 60mm. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 15 tháng 9, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 70 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm.